Giữa trưa, nhiều người không ở trong nhà mà lại ngồi hàng giờ bên gốc cây bàng. Trời càng nóng bức, càng ngồi lâu. Đảo Bích Đầm, một trong những đảo xa đất liền nhất trên vịnh Nha Trang, đến nay vẫn chưa có điện lưới. Và cây bàng rợp bóng mát này như là máy điều hòa khổng lồ để cả làng dùng chung. Ngay cả người trong làng, dẫu cây bàng đã quá quen thuộc thì đôi lúc cũng cảm thấy lạ mắt. Lạ mắt từ những hình thù được tạo ra bởi thân cây uốn lượn. Lạ mắt bởi vỏ cây bàng tựa như vảy rồng. Với người trong làng, cây bàng hơn 100 năm tuổi này như đến từ miền cổ tích. Trên 100 tuổi khoảng toàn 200. Nhưng mà ông trước ông bố về kia là ông thọ ở đây là 100 mấy chục tuổi rồi. Nhưng mà ông cá trước rồi. Cá trước ông đòi ông luôn. Cây bàng này hơi quý như là của quý chứ không phải đâu. Có cây bàng bà con sống quanh năm mà xuống đây chừng mát đỡ. Không có cây đây là nắng chuột không nữa. Cây bàng đứng bên đình làng và lại ở ngay bến tàu vào làng. Có lẽ vì vậy mà cây bàng cổ thụ này đã là một phần của đảo Bích Đầm. Nhiều người con của làng đảo khi đi xa trong nỗi nhớ có bóng dáng cây bàng. Du khách đến với đảo Bích Đầm, ấn tượng đầu tiên vẫn là cây bàng cổ thụ. Cây bàng níu giữ nét hoang sơ, giữ lại màu thời gian cho làng biển. Thành chỗ thói quen là ở làng đây là cứ đi xuống gốc bàng. Là gốc bàng là nó đem được cái bóng mát và cái chỗ là quy tụ của những bà con ở xung quanh ở đảo này. Học bàn, tập lê thấy hạt nhân nó ăn ngon, mẹ nó bùi bùi. Cây bàng cổ thụ trên đảo đang được xem xét để công nhận là cây di sản. Nhưng lâu nay, người dân trong vùng cũng như du khách đã luôn xem đây là một phần di sản gắn liền với làng biển ở nơi đầu sóng ngọn gió.